Không để em xa đi như vậy. Giá như ngày ấy khi em nói buông tay, anh cố chấp níu lại thì giờ đây đâu đắng cay. Giá như ngày ấy anh đừng chiều chuộng em, đừng để em quên những người xa lạ, đừng để em tin vào những lời bướm hoa. Để giờ đây anh ngậm ngùi xót xa, vì yêu em nhiều quá nên anh chẳng cần nói ra. Người thấy anh kiệm lời, người cho rằng anh dối trá. Họ yêu em bằng mắt nên họ tha lời bướm hoa. Người thương em thật lòng chỉ chân tình em bỏ qua. Rồi em sẽ nhận ra ai đã đi cùng em tháng nào, vượt qua những sẽ hiểu thấu hạnh phúc là gì em biết không? Là bên người mình thương em mắm không bằng lòng. Em ấm không bận lòng.